có bom, có máy bay. Ôi, ui thôi xong rồi anh em ơi, trận này Goblin à. Goblin được 8 thằng Goblin, trận này nhiều thằng chơi Goblin. Có bom người máy bay anh em ạ. Có nên chơi Goblin không nhở? Trời ơi, ra được cái con Heaven Bomber 2 sao từ sớm. Chơi gì? Đắn đo thật sự. Thực ra thì tôi cầm cái bộ Goblin tôi cũng không tự tin lắm đâu. Không biết chơi anh em ạ. Có bao giờ chơi cái bộ này đâu. Đấy. Mà bây giờ lại bảo là đặt vào tay cái bộ này thì thực ra không tự tin cho lắm. Không phải cái bộ thông thạo. Tôi mua tạm cái con này thôi chứ cũng chưa biết được chơi cái gì. Cái tầm mà anh em mà bảo tôi phải chơi Goblin cho anh em xem ấy thì chắc chắn là phải tập anh em ạ. Phải tập một thời gian. Tôi nghĩ là riêng cái bộ Goblin là một cái bộ khó. Tôi nghĩ là cái bộ này là bộ khó đấy. Nên là chắc là cũng phải mất 1-2 tuần để tập. Cho là pro player thì mới chơi được cho anh em xem. Chứ còn này không tự tin lắm nha anh em nhá. Chưa chắc đã là Goblin. Kể cả trận này có bom về máy bay cũng chưa biết được như nào. Cứ từ từ, bình tĩnh. Đấy, phải xin thêm mấy cái đồ bắn trưởng, bắn chiếc các thứ thì mới chơi được. Chứ cái con này 2 sao mà nó không có ma lăng thì cũng hơi khèo nhá. Cho xin viên ma lăng nào. Ui rồi ôi, chết rồi. Đéo phải rồi anh ơi. Không ra ma lăng mà lại ra cái que. Lại assassin à? Trời ơi, lại assassin hay sao? Thực ra vẫn chưa ghép được cái gì để mà chơi assassin cả. Chưa ghép được cái đồ gì luôn ấy. Đồ này chơi cái đéo gì. Heaven Bomber mà không có ma lăng thì là toang lắm ấy nhá. Đầu game thì con này nó chỉ mạnh khi mà nó có một cái blink hoặc là một cái xung kích thôi. Tôi cho tôi xin một cái viên ma lăng thôi. Thề. Hứa là chơi Goblin nếu có ma lăng. Đéo có rồi. Chết rồi. Thế này làm nào giờ? Thế này yếu. Ui thế chơi gì nhở? Này chơi gì? Trời ơi thế này tôi nghĩ là chắc là sẽ là, bởi vì nó đéo ghép được cái gì anh em ạ. Thôi tôi cứ ghép cái huyết trượng trước đi, cho cái con Heaven Bomber là bắn trưởng đi. Về căn bản là nó cũng chả ghép được cái gì. Đây cho cái con Saudivo này cho nó hút mana cho nó bắn trưởng cho nó nhanh này. Đấy hút mana xong rồi bắp cho Heaven Bomber cho nó bắn trưởng. Gọi là chống chế một chút. Đéo có ma lăng phải chống chế bằng con này đâu. Mặc dù nó không đấm được nhưng mà nó búp mana cho mình bắn trưởng. Đấy ui giời hợp lý không anh em. Quá hợp lý. Ai da. Tự nhiên là có 3 stack. Thế là chúng ta có 3 stack đầu tiên rồi. Huyết trượng cứ tăng stack lên là khỏe ngay. Cứ bình tĩnh. À đây rồi. Đây rồi. The Saw đây rồi. Thôi thì mấy cái con tăng mana cho vào để bù lại cái việc là không có đồ mana được. Rồi up cấp rồi. 2 đỏ. Cho con CM vào tăng mana cho nó nhanh anh em ạ. À thôi từ từ, con này hay hơn. Con ọc này nó mà bắp cho cái con Heaven Bomber là bắn trưởng được 2 lần ấy. Ui cũng được ấy chứ. Được đấy. Được đấy, được đấy. Nhiều anh em sẽ hỏi lý do tại sao mà hôm nay lại chăm chỉ như thế. Hôm nay lại ra 2 clip thì tôi nói luôn là đấy, như đã hứa nha anh em nhá. Hứa gì thì anh em xem clip trước rồi anh em biết. Thế thôi. Không phải nói nhiều nhá anh em nhá. Không phải nói nhiều. Rồi. Cứ biết là thực hiện đúng lời hứa cái đã. Còn anh em nào mà theo dõi thường xuyên thì anh em biết lời hứa. Còn anh em nào mà không theo dõi thì thôi anh em cũng không phải quan tâm lắm đâu nhá anh em nhá. Nhiệm vụ chính bây giờ là tôi là sản xuất clip thôi. Anh em ạ. Ok. Chiến luôn. Khỏe chưa? Ui chiến ấy. Ui bắp 2 lần luôn. Tí tung lửa một lần trưởng nữa. Nhưng mà đối thủ quá yếu chết rồi. Được đấy. Nhưng mà đéo phải Goblin đâu anh em ạ. Nói chung là anh em đừng bảo tôi chơi Goblin. Mặc dù là nó ra Goblin đây này. Ra Goblin thay con đỏ đã. Từ từ đã. Giáp con Goblin to hơn anh em ạ. Giáp Goblin to hơn. Bắp giáp là được cộng 20 giáp là nó trâu lắm. Đầu game trâu lắm. Rồi. Thực ra bây giờ cho 2 đỏ vào thay cho con Orc và con Saudivo thì bình thường thì nó sẽ mạnh hơn đấy. Bình thường nó mạnh hơn thật anh em ạ.
Nhưng mà cái thời điểm này thì chúng ta không có viên ma lăng nên không chơi được kiểu thế. Cho vào một cái là coi như là con Heaven Bomber nó sẽ đến chết đó, không tung một trưởng. Đấy, tôi thậm chí tôi còn phải đặt Heaven Bomber lên cao. Ây à, chuyện này có Assassin này. Cẩn thận nhá, cẩn thận là Assassin. Nguy hiểm đấy. Ui, chơi cả, gọi ra cả Human này. Ra Human đúng chưa? Ờ, cứ up cấp vào, up cấp để cho cái con CM vào anh em ạ. Up cấp cho CM vào đã. Up cấp cho CM vào đã. Rồi. Bán mẹ nó sau Baker đi anh em ạ. Cần đéo là Goblin. Thêm một giáp yếu mà. Đây này, cho con này vào này. Kích hoạt 3m mạnh hơn. Kích hoạt 3m, Heaven Bomber bắn tin anh em ạ. Đấy, bây giờ là có hai con tăng ma lăng nhá. Vừa có sao đi vô, vừa có dơ so nhá. Thế này thì thoải mái rồi, thoải mái ma lăng bắn trưởng rồi anh em ạ. Ok đấy. Gặp Assassin này. Assassin vừa được bắp hơi quá tay. Anh em xem cái clip trước của tôi đấy, anh em thấy đấy. 9 Assassin mạnh vãi đái luôn. Cáo nó chọt cho một phát đi cả đội hình. Dã man thật sự. Nói chung là cái cú bắp quá lỗi đến từ nhà phát hành. Đề nghị là coi như là cân bằng lại ngay. Bây giờ mà ra là cái con zipper thì ngon. Đây rồi. Ui mẹ ra cả cáo kìa. Mà thôi, trận này làm gì có đồ assassin đâu anh em. Thôi, bỏ đi. Bỏ. Đây rồi. Con này cũng được. Tí chuyển sang gót chơi nó máu. Thử test thử phát em gót đấm nhau với cả assassin em như nào. Hợp lý không? Mà nói chung là đồ này nó vẫn phải phụ thuộc vào cái round 10 anh em ạ. Đồ mà đéo có ma lăng thì xác định luôn là có khi lại phải chơi theo cái kiểu là tí nữa là phải chơi bắn trưởng theo kiểu là một phát là vào bắn trưởng luôn ấy, lăm rồng đấy anh em. Hợp lý. Trận này có khi chuyển sang chơi lăm rồng cũng ngon. Ôi tôi chết rồi, con Heaven Bomber tôi chết này, gặp thằng Assassin. Trận này hai thằng Assassin cơ à? Thế thì càng đấy. Mẹ còn chưa có chuỗi luôn, chưa kịp có chuỗi. Thunder Spirit. Ồ, ngon. Được. Thunder Spirit. Như này được không? Được đấy. Thế này mạnh hơn. Như thế này thì chắc là cũng không cần con ọc này nữa đâu nhỉ. Như này có mạnh hơn không? Hay là cho ọc vào cho nó bắp. Nếu mà chả may mà bắp được vào con Heaven Bomber thì bắn được 2 phát thì cũng kinh. Thôi cứ từ từ đã. Ọc lên 2 sao cho vào cũng được anh em ạ. Không thì cần thì cái round 11 up 7 cho ọc vào cũng ok. Nói chung là cứ giữ lại con này đã anh em ạ. Bán đi thì cũng chả có thêm tiền. Cứ bình tĩnh từ từ thôi, từ tốn thôi. Trận này nói chung là nếu mà thắng, cứ mỗi round thắng là có một cái free roll thì thoải mái. Xong rồi chúng ta có tiền là chúng ta làm gì cũng được. Ok, nhưng mà chết rồi. Bây giờ có vẻ như là tôi phải đổi chỗ lại con Heaven Bomber anh em ạ. Để trên bây giờ kiểu nó có mấy cái thằng mà Hunter ăn tiếc này đam nó to ấy. Mặc dù là tôi thì tôi vẫn thắng đấy, nhưng mà tôi mất cái stack của cái huyết trượng. Không ổn. Huyết trượng mà mất stack thì nó sẽ yếu dần. Thọt quá nhỉ, ôm hơi nhiều. Nhưng mà trận này chắc không Goblin được anh em ạ. Trận này Goblin không ổn lắm. Không ổn lắm. Ra mèo sớm thì còn may ra ở cửa. Mà thôi, nói chung là Goblin ý thì tôi hẹn anh em clip sau nhá. Để cho tôi có khoảng chục trận tôi tập Goblin đã. Nhá anh em nhá, hứa với anh em là clip sau nếu mà anh em thích chơi, anh em thích thì tôi biểu diễn Goblin một lần thì tôi chơi nhá. Về căn bản là Goblin là tôi đéo giờ chơi. Trên kênh của tôi chắc đố anh em tìm được một cái clip nào. Đấy. Từ cái lúc mà tôi làm YouTube thì tôi cũng không đảm bảo là tôi có clip về Goblin, nhưng đố anh em tìm clip nào một tuần trở về đây là có Goblin, chắc không có. Một tuần thì khó, một tháng trở về đây đi, chắc là cũng chả có đâu. Làm đéo có trận nào có Goblin. Nói cho nó nhanh. Không biết chơi. Ôi rồi ôi, lại tiếp tục ra flame này. Thế này là chưa up được cấp. Thế này lại phải đợi rồi. Phải đợi rồi anh em ạ, chưa up được cấp. Thôi được.
Rồi như này là có free roll là cũng ổn rồi. Mà lăng đây có luôn. Ui được đấy nhờ. Có Blink này. Ôi trời ơi. Đây rồi, cái món đồ này là cái món đồ mà quan trọng cần có đây. Được đấy. Ơ thế mà bây giờ mà ví dụ như là giam một cặp mèo bây giờ thì có khi là tôi nghĩ lại chơi Goblin đấy. Ơ này chưa biết ở đâu anh em ạ. Được đấy, mà tôi cũng chưa biết là tôi chơi cái gì thế này. 9m thì cũng được luôn nhá. 9m thì cũng ok luôn anh em ơi. Trận này chơi 9m. 9m là cũng được. Có Grim ở đây rồi, 3m kích hoạt là 9m được rồi thế này. Ơ được đấy nhờ. Nhưng mà bây giờ 9m thì con nào tăng? Con nào tăng cơ? Ở level 7 là 3 wizard kẹp với cả 3m. 3m là 6 con đúng không? 6 con, tức là kẹp thêm được một con nữa thôi. Kẹp thêm một con thôi, từ từ đã anh em ạ. Chưa biết được. Có lẽ tôi bán cái con Grim đi. Bán cái Grim đi để tiền. Round này chắc là tôi sẽ bán con Grim. Tôi nghĩ là thế, ôm hơi nhiều. Từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ. Bởi vì cái bộ 9m thì cũng chưa kẹp ở đâu, phải lên 8 kẹp thôi. Chưa có tăng cơ anh em ạ. Chưa có tăng cơ với cả co nó yếu. Bây giờ 2 sao lại vứt đi thì lại buồn cười lắm. Đấy bây giờ nếu mà ở level 7 là tôi vừa tính rồi đấy. Level 7 là 3 con mết thì bây giờ toàn 1 sao. Tôi từ từ đã anh em ạ, bán đi đã. Ôi, vừa bán lại ra đấy. Grim đều thế nhở, tôi vừa bán nó lại ra. Có khi là muốn tôi chơi 9 mét thật. Ra cả sống mập này. 9 mét à, 9 mét thì nó cũng không có gì đặc sắc nhỉ. Nói chung là cái bộ 9 mét thì nó cũng anh em cũng có vẻ nó như là khá là xem nhiều ở trên kênh của tôi rồi. Xem khá là nhiều ở trên kênh của tôi. Vì vậy thay bằng cái việc là chơi 9 mét thì chuyện này anh em có muốn là tôi chơi thử một cái bộ mà vừa mới khám phá ra không? Vừa mới khám phá ra còn chưa bao giờ biểu diễn luôn ở trên kênh. Chưa bao giờ làm clip luôn. Đang coi như là đang gọi là giữ bí kí để giành leo rank à, nhưng mà trận này đúng mà biểu diễn cho anh em xem, tiết lộ bí kí thì chắc là anh em thích ngay. Tôi chơi lại cho anh em thích ngay, tôi chắc chắn anh em thích. Bởi vì cái bộ chuyên để counter meta, chuyên để counter meta luôn. Nhưng mà thôi từ từ đã, tiết lộ sau nha anh em nhé. Tôi có một cái bộ mà phải nói là bí kí tôi sáng tạo ra để coi như là counter của meta này. Đấy, tôi chơi thì tôi chơi leo rank, tôi chơi cái bộ này. Nhưng mà tôi chưa làm clip vì sợ nó bị lộ anh em ạ. Lộ nhiều người chơi. Đấy. Lộ nhiều người chơi. Còn các anh em mà theo dõi tôi trong game là các anh em biết. Các anh em biết ngay. Bộ này thì nói chung là các anh em có biết. Vì tôi đã chơi rồi ở trong game. Nếu anh em theo dõi tôi và xem tôi chơi trong game thì anh em biết. Đấy, còn clip thì chưa bao giờ ra luôn. Đấy, bởi vì clip này ra cái đại trà lắm anh em. Ra một cái là ngày mai ngày kia nó đông ngay. Nó nhiều người chơi luôn anh em ạ. Chính vì thế nên là nhiều khi là bí kí không thể tiết lộ. Trừ một vài anh em thân quen thôi nhá. Các anh em thân quen thì tôi có chia sẻ rồi. Tôi có chia sẻ tiết lộ cái live up này rồi. Cũng chơi thử rồi, cũng khá là ok. Đấy, anh em chuyện này thì thôi được rồi. Tôi cũng tiết lộ luôn cho anh em để anh em có thể lắm được nhá. Nói chung ý là cũng không có mấy khi mà mấy cái live up mà dạng như kiểu bí kí mà tôi làm cho nó đại trà đâu anh em ạ. Chắc chắn rồi. Nếu không thì nó cứ đông người chơi tôi cũng không thích. Nó nhăn nhản ra. Thế là cũng giới hạn. Nói chung là chia sẻ cho ít người thôi. Không thì nó đông người chơi, nó bị trùng bài anh em ạ. Tôi chắc là cái đợt sau tôi sẽ dành riêng cái clip, những cái clip về những cái bộ mà nói chung là nó cực kỳ mạnh và nó cực kỳ độc, để cho riêng anh em hội viên thôi. Cho riêng anh em hội viên thôi. Đấy, còn các anh em xem kênh thì các anh em sẽ phải xem muộn hơn. Các anh em mà xem kiểu đại trà thì nó sẽ phải muộn hơn nhá. Không thì nó đông người, không ổn. Một cái layup mạnh khi mà nó độc quyền rồi anh em ạ. Chứ còn đông người chơi rồi thì nó lại nhiều. Nó giống như cái bộ Exorcist ấy. Bây giờ nó đông người chơi rồi. Đấy, nó thấy chán. Nó thấy chán anh em ạ. Đấy mà tôi thì cũng không phải khoe đâu. Nhưng mà hội viên của kênh của tôi nó cũng khá đông. Các anh em hội viên rất đông. Đấy, tầm này là cũng là gần 200, hơn 200 rồi. Hơn 200, hôm qua xem là hình như là 201 người. Đấy, 200 anh em hội viên. Đấy, mà cái nguồn thu nhập chính của tôi thì lại tất cả là đều nhờ vào các anh em hội viên cũng như các anh em donate. Thế thôi, chứ còn cái tiền YouTube của đáng bao nhiêu đâu mà. Đấy, thế là chả nhẽ đấy, các anh em đã coi như là góp phần duy trì cho tôi kênh này như thế mà các anh em lại không có gì hơn các anh em khác à.
các anh em khác phải có ưu tiên chứ, đúng không? Có ưu tiên là được xem những cái đội hình mà nó mạnh từ trước đấy, trước các anh em khác, thế nên nó hợp lý hơn đấy. Thế là thống nhất nhá. Bây giờ có mấy cái clip mà dạng kiểu như này ấy, thì chắc là các anh em hội viên sẽ được xem trước. Các em để ý nhá, các em hội viên để ý, dành riêng cho các hội viên là có những cái video clip dành riêng cho hội viên, thì các anh em hội viên để ý cho tôi. Đấy, từ hôm nay là trở đi là thế nhá anh em nhá. Mai thì sẽ có những cái clip mà dành riêng cho các anh em. Đấy, còn các anh em mà không phải hội viên thì cũng không phải là không có được xem nhá anh em nhá. Vẫn xem bình thường, tuy nhiên là chậm hơn một chút. Chậm hơn khoảng với mấy cái clip độc này tôi nghĩ là hơn một tuần là hợp lý. Hơn một tuần là hợp lý anh em ạ. Một tuần thôi để cho các anh em hội viên coi như là chơi cho nó sướng đã, chơi vào trong rank leo cho nó xuống đã. Sau đó thì phổ cập cho tất cả mọi người cùng chơi, thế nó hợp lý. Đấy à, anh em nhỉ. Thực ra tôi biết là các anh em hội viên là các anh em chủ yếu là các anh em ủng hộ tôi thôi, chứ còn anh em cũng chả có quan tâm đến cái việc là xem clip trước hay sau đâu anh em ạ. Tôi biết mà. Tôi biết nên tôi cũng rất là phải nói là trân trọng các cái tình cảm anh em dành cho tôi. Có những anh em mà đăng ký hội viên hơn một năm rồi. Ví dụ như anh em Hải Bếu, anh em Nguyễn Hưng, anh em Nguyễn Đức Giang, hay là anh em Quang Trần, anh em Quang Trần nữa. Đấy, các anh em thì thực ra thì cũng chả có yêu cầu gì, cứ đăng ký ủng hộ thôi, gọi là ủng hộ tôi thôi. Rất là biết ơn, trân trọng các anh em. Đấy, anh em yêu quý ủng hộ tôi biết chứ. Chính vì thế là những cái lần mà tôi lười, tôi không ra clip được ấy, tôi bận ấy, tôi không ra clip được hay là tôi không live stream được thì tôi cảm thấy rất là áy náy với các anh em đó. Đấy, đấy là tôi còn chưa nhắc đến là các anh em donate cho tôi ở trên cái bảng donate kia, anh em thấy không? Tất cả đấy đều là cái sự trân trọng và biết ơn nhá các anh em nhá. Các anh em ở trên top donate. Đấy, rồi các anh em đăng ký hội viên. Cái chặng đường làm YouTuber của tôi nó in dấu chân của anh em nhá. Hành trình làm YouTuber của tôi nó dễ dàng hơn khi có anh em ở bên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, và tôi sẽ còn cảm ơn lại các anh em trong một cái clip tổng kết nha anh em nhá. Cuối năm chúng ta sẽ có làm một cái clip tổng kết. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi suốt năm nha anh em nhá. Tôi thực ra tôi khá là sơ suất, trước đây là tôi không làm những cái clip dạng đấy. Dở dài con máy bay anh em ạ. Đúng không? Máy bay này chưa tạm thôi, tôi không chơi Max Goblin đâu anh em nhá. Chuyện này hứa với anh em là sẽ tiết lộ cho anh em một cái đội hình bí kí, tôi không chơi con đấy. Không chơi đâu, tí nữa nhá anh em nhá, từ từ bình tĩnh. Tí nữa là sẽ chuyển, chứ còn tôi cũng không chơi cái con đó. Chúng ta lấy tạm con máy bay gây đam thôi. Mà round sau là gặp thằng có chuối đấy anh em ạ. Round sau là chúng ta sẽ phải xả tiền. Round sau xả tiền. Mà còn có 13 tiền thì xả đéo thì 7 quả công nghệ mách. Ủa, chết rồi, thì tôi phải xả tiền thôi anh em ạ. Tầm này không ổn rồi, phải xả thôi. Xả tiền mạnh nào, phong đội hình thôi, chết mẹ. Như nào đây? Chết rồi, hết tiền rồi đây này. Thôi, thì phải bỏ mech rồi. Chắc là chúng ta sẽ phải phong ngay cái đội hình từ cái thời điểm hiện tại. Đang có chuối anh em ạ, à. Nhanh nào, mất mẹ chuối bây giờ. Con này vào này. Gót vào này. Bốn gót. Đó, nhà chưa? Ok ok, như nào nhở? Thường con gì? Con này không phải. Con nào nhở? Con này vào này, bốn đỏ này. Ok. Bốn đỏ. Ok 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 ok, đây rồi anh em ơi. Cứ bình tĩnh. Được rồi, ui rồi, tôi form một phát tôi gặp cái thằng đang có chuối luôn. Trời ơi, định mệnh đây rồi, cắt chuối luôn anh em ạ. Được quá nhờ. Trời ơi, cái quả tôi vừa mới form kịp đội hình luôn. Trời ơi, tôi đúng là cái kiểu, đúng là nếu mà round trước mà không quyết đoán thì quả là mất chuỗi luôn rồi. Được đấy, đổ may quá, rồi nó mày bay sớm. Thế là vẫn kịp thời gian. Chứ còn form đội hình cũng hơi lóng ngóng một chút. May thật. Form được đúng cái đội hình luôn, ở cái giây cuối luôn. Bốn gót, bốn đỏ, kết hợp máy bay. Mày, công nhận quả trí thật đấy. Rồi ok. Chưa đâu anh em nhé, con máy bay này tí tôi bán đi. Anh em thấy ở dưới không, tôi tiết lộ luôn này. Đó chính là cái bộ gót kết hợp với con rồng mập. Đấy, anh em chưa biết đúng không?
anh em chưa biết thì cái trận này anh em sẽ biết cái sức mạnh của nó như thế nào nhá anh em nhá. God kết hợp dùng mập, anh em có tin được cái sức mạnh của nó không? Nếu anh em chưa chơi anh em sẽ chưa tin đâu, nhưng khi anh em chơi hoặc là anh em xem tôi chơi rồi anh em sẽ thấy sức mạnh của nó thật là kinh khủng. Cứ từ từ bình tĩnh, đợi chút. Bao giờ con rồng mập này nó lên được 2 sao, 3 sao. Có Grim thì tôi sẽ cho vào nha anh em nhá. Có Grim tôi sẽ cho vào. Bây giờ chơi tạm máy bay giữ máu đã, giữ máu giữ chuôi anh em ạ. Thiếu một con nữa là chúng ta có 6 đỏ. Ok. Thiếu một con nữa là ở level 9 nó 6 đỏ 2 gót kết hợp với một co. Rồi, lên 9 thôi. Đồ này thì bây giờ cũng chưa lấy được cái gì. Từ từ đã anh em ạ. Có thể là tôi sẽ lấy hai cái Blink. Tôi sẽ lấy hai cái Blink, một cho con Grim nữa. Tí nữa sẽ phải chơi Grim. Grim kết hợp với rồng mập anh em ạ. Quẹt mực xong rồi con rồng mập nó nhổ nước bọt vào trong cái bãi mực đấy. Assassin. Trận này có 9 Assassin. Anh em yên tâm nhá. 9 Assassin nó bá như nào thì anh em cũng biết rồi đấy. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, đội hình của tôi là counter của 9 Assassin luôn. Cứ chờ con rồng mập lên 2 với con Grim mà ra đã, rồi anh em sẽ biết là nó counter như thế nào nhá anh em nhá. Counter cực mạnh của meta luôn đấy. Chấp nhà phát hành, nhà phát hành có bắp cho bộ Assassin nó mạnh cỡ như thế nào nữa thì nó không thể thoát được khỏi tuấn cơm đâu anh em ạ. Làm sao mà thoát được khỏi tuấn cơm? Mẹ, nhà phát hành có ra cái meta nó có bá như nào thì rồi tuấn cơm cũng ra cái đội hình counter thôi nhá anh em nhá. Cứ bình tĩnh. Rồi anh em sẽ thấy. Rồi bây giờ tôi chỉ hy vọng là ra con Grim và con rồng mập thôi. Một con rồng mập nữa là được. Chứ máy bay bây giờ thì không có cửa đâu. Đánh nhiều khi là máy bay nó đến late game rồi nó đuối dần. Gặp mấy thằng Clyde là không có đam. Nhưng mà tầm này thì vẫn có thể là gánh được. Vẫn gánh được. Đây rồi. Dần dần là lên được 2 sao hết. Hay quá nhờ. Vẫn giữ chuỗi tốt luôn anh em ạ. Vẫn giữ chuỗi tốt luôn. Ổn đấy. Có nhiều anh em mà đã biết tôi chơi cái bộ này này là cũng chưa tin được cái bộ này nó mạnh đâu anh em ạ. Chỉ sau khi anh em xem tôi chơi thôi thì anh em mới biết được thôi. Đấy. Đa phần các anh em là thế. Các anh em xem kênh bây giờ cũng thế thôi nhá. Nó cũng không khác gì là cái suy nghĩ của các anh em mà đã được tôi tiết lộ đâu. Đã được tôi tiết lộ về cái bộ này đâu. Chỉ khi anh em xem xong anh em thấy cái sức mạnh của nó thì anh em mới biết là nó mạnh. Đó. Khám phá ra là bộ cực mạnh luôn. Mà nó counter vào meta này, mà tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em là tại sao nó lại counter vào meta này nó mạnh đến như thế. Thì tí tôi sẽ giải thích cho anh em, nó mạnh lắm anh em ạ. Trận này có cả Insect à? Nó rất phù hợp để chơi với cả những cái bộ mà nó đang là meta bây giờ. Ví dụ như bộ Aegir Seed hay là bộ Assassin, nó rất phù hợp để counter luôn. Aegir Seed, Assassin, thậm chí là cả 9 hẹp. 9 hẹp cũng được luôn, ăn được cả 9 hẹp luôn. Đó. Trận này thì cũng có Assassin. Không biết là có phải 9 Assassin không? Đúng vậy. Gấu Assassin đã lên được 2 sao rồi kìa. Thật chết mẹ rồi. Kinh ấy. Nhìn trông cũng kinh đấy nhưng mà không ăn thua anh em ơi. So với cả cái lineup mà tôi sắp cho anh em xem thì một khi mà nó đã đủ bộ thì nó đấm cho bọn 9 Assassin. Anh em sẽ thấy là nó sấp mặt luôn. Gặp một cái là chỉ mong là không gặp thôi. Đây rồi. À đâu? Đây không phải. Đây là cái bộ Goblin. Goblin thì có bom đúng không? Có bom, có máy bay đúng không? Nhưng mà chưa ra. Ui anh em ơi, tôi vẫn đang có chuối anh em ạ. Ui không, chắc là này mất chuối rồi. Này thì không có cửa đấm vào này. Ui thằng này đồ vãi đái vậy. Trông giống đồ chơi Assassin hơn. Bạn ấy lại chọn cái con đường Goblin. Yêu mẹ lại ra trứng này. Mãi không ra con rồng mập nhở, cay nhở. Và bây giờ đập trứng cho rồng mập thì chưa được anh em ạ. Bởi vì chưa có con Grim. Bây giờ chưa có con Grim thì chưa chơi được như thế. Nhưng mà thôi, nói chung là dừng lại ở 9 mà roll thôi. Dừng lại ở 9 mà roll thôi. I might be red, but I ain't shy.
Rồi hiện tại có 6 đỏ rồi, đang lạ mất chuỗi rồi anh em ạ. Dừng lại 9, roll rồng mập lên 3 sao. Nhá anh em nhá. Roll rồng mập với ở kiếm Grim luôn. Và cái này là cái quan trọng này. Cái này là cái quan trọng mà tôi muốn chia sẻ anh em. Đấy là cái việc là form đội hình ấy, ở cái giai đoạn nào nó rất là quan trọng. Thì bây giờ cái giai đoạn này này, khi mà anh em chơi bộ này nhá, thì ở cái giai đoạn từ 20 ấy, đến 30, đến ra 30 là anh em sẽ phải có là con Grim 2 sao, full bộ đỏ 2 sao ở level 9, tức là 6 đỏ kết hợp với 2 gót, Grim 2 sao và con rồng mập ít nhất là 2 sao anh em nhá. Thì anh em có thể giữ máu được đến round 30. Đó, còn đến round 30 rồi là anh em sẽ phải có rồng mập 3 sao, xác định luôn nhá. Nếu không là coi như là toang. Đấy. Nên xác định luôn anh em đã roll là roll ở 9 nhá, anh em đừng lên 10. Lên 10 là anh em không có rồng mập 3 sao đâu. Còn anh em xác định lên 10 thì anh em xác định là chơi rồng mập tạm so chơi co khác. Đấy, chơi máy bay 2 sao chẳng hạn, hay là chơi ca lông nhá. Chứ còn đừng chơi con rồng mập. Rồng mập bắt buộc là phải lên 3 sao ở level 9. Còn lên 10 rồi thì xác định nhá, là hết tiền rồi đấy. Lên 10 tức là 50 tiền anh em dùng để up cấp. Thì cái 50 tiền đấy anh em sẽ không có cái thời gian để roll ra cái con rồng mập ở đâu. Anh em lên 10 là anh em hết tiền. Là coi như là cái khoảng thời gian từ cái thời điểm mà anh em lên 10 ấy, đến cái khoảng nó hồi lại tiền để anh em có thể roll được 3 sao ấy, là cái thời điểm mà anh em sẽ chết. Đấy. Nên là tốt nhất là anh em hãy giữ ở 50 tiền và anh em roll ở level 9. Được chưa? Ok chưa? Đấy là cái bí kíp quan trọng nhất đấy. Chìa khóa thành công, cái key thành công của bộ này nó là như thế. Roll 3 sao ở level 9 nha anh em nhá. Đấy, trong khoảng thời gian mà anh em roll cái con rồng mập này, anh em có thể roll thêm một con nữa 3 sao. Một con nữa 2 tiền 3 sao cho tôi là hợp lý. Ví dụ như anh em có thể roll thêm con Scootman lên 3 sao. Grim từ từ đã anh em ạ, từ từ chưa. Từ từ đã, form bài đã, form bài 2 sao full đã anh em ạ. Thậm chí là 3 sao. Về căn bản là con rồng mập ấy nó chưa lên. Rồng mập chưa lên anh em ạ. Bình tĩnh. Từ từ đã, bình tĩnh. Hết slot thì tôi phải đập trứng cái rồng mập. Cứ bình tĩnh. Cứ roll full lên 3 sao đã. Bây giờ con máy bay nó vẫn đang gánh kèo anh em ạ. Máy bay nó đang gánh. Ôi, 9 assassin rồi đây này. Càng đấy. Thôi chấp nhận thua thôi. Thua ở giai đoạn này thôi. Nói chung là đấy, anh em sẽ thấy là con máy bay này nó sẽ không có cửa đánh với cái bọn assassin này đâu. Máy bay nó sẽ không có cửa để counter vào bọn assassin. Nhưng mà tí nữa cái con rồng mập này nó khác nha anh em nhá. Anh em đừng sốt ruột, anh em đợi chút anh em ạ. Cần phải cứng cáp hơn một chút nữa. Bởi rồng mập bây giờ nó phụ thuộc vào khá nhiều combo đấy. Cái tầm này là nó sẽ mất nhiều máu. Đây rồi, nó sẽ là hai cái Berlin. Từ từ đã anh em ạ. Máy bay nó vẫn đang là một cái đối tượng nó có thể clear được khỏe. Rồi, ghép cái chén nào. Con máy bay này vẫn đang clear khỏe anh em ạ. Cứ từ từ. Rồi đã. Đây rồi. Như nào đây? Thôi bán máy bay đi. Ok. Đây rồi. Hai cái Berlin luôn. Quá đẹp. Grim một cái Berlin. Bộ này thì lấy hai cái Berlin nha anh em nhá. Bộ này anh em lấy cho tôi hai viên ngọc ma lăng, chừa một cái cho Berlin cho Grim, một cái Berlin cho rồng mập. Về căn bản là cái bộ này thì nó cũng không cần phải hai cái viên ma hai cái Berlin, nhưng mà nó sẽ cần là hai viên ma lăng. Đấy, một viên ma lăng nếu mà không ghép được Berlin thì sẽ là một viên ma lăng cho Grim và một cái Berlin cho con rồng mập anh em nhá. Rồi cứ bình tĩnh, từ từ chưa được anh em ạ, chưa được, bình tĩnh. Tôi biết là thế nào nó cũng sẽ mất máu ở cái giai đoạn này. Chúng ta roll 3 sao đã. Roll dùng 3 sao đã anh em ạ. Grim phải 2. Đấy, như tôi đã nói vừa nãy rồi. Đây rồi. Roll Grim ở cái thời điểm này thì nó cũng dễ thôi. Nó cũng không khó anh em ạ. Đây rồi. Con 4 tiền ở level 9 thì roll nó dễ lắm. Bởi vì cái con 4 tiền nó nhiều mà. Người ta cũng chỉ cần con 4 tiền 2 sao thôi. Đấy, nhất là con Grim này thì cũng ít người chơi. Roll nó cũng dễ. Đấy, con rồng mập thì roll nó sẽ vất vả hơn một chút, nhưng mà cố gắng là dừng lại ở 9 và roll.
Nếu mà khó khăn quá thì có thể kẹp hai con Eco vào cũng được anh em ạ. Chắc chắn là nó sẽ mất máu thôi. À, nếu khó khăn quá thì kẹp hai con Eco. Còn không thì cứ như tôi là cảm giác là vẫn đánh được thì cho cái con God of War vào cho nó gây đam. Đấy. Nhưng mà nhìn thằng này thì có vẻ như là không đánh được đâu. Thằng này chắc là trông kinh khủng đấy. Đẩy nhiều máu này. Trông có vẻ đẩy khá nhiều máu ở cái trận này. Round này bị đẩy nhiều máu đấy. Nhưng mà tôi còn nhiều 74 máu, thoải mái đốt máu anh em ạ. Thoải mái. Vẫn có khả năng trụ được, cứ từ từ bình tĩnh. Giai đoạn này là giai đoạn phải kiếm 3 sao. Phải chuẩn bài sách giáo khoa anh em ạ. Sách giáo khoa của tôi ghi ra là cứ chuẩn bài là ăn thôi. Cứ phải hết sức là bình tĩnh anh em nhá. Bình tĩnh. Nhiều ông là kiểu như là cái đoạn đầu ấy, cái giai đoạn đầu anh em là phải giữ máu tốt. Chứ còn nhiều ông là có đến cái giai đoạn mà kiểu máu nó tụt nhanh quá rồi là cuống áp một phát lên 10 luôn là toang luôn ấy. Nhá. Nếu mà anh em xác định là chơi cái bộ này ấy nhá, thì tôi nói thật với anh em là xác định ở 9. Còn nếu mà đéo ra được thì là nó mẹ bị đen anh em ạ. Đen quá thôi, chấp nhận là thua thôi nhá. Còn anh em đã xác định chơi cái này sống chết luôn ở 9 lên 3 sao. Không nói nhiều. Lên 3 sao ở 9. Đấy. Rồi lên 10. Đã lên 3 sao rồi thì nó sống khỏe lên 10 luôn anh em ạ. Không vấn đề đâu. Còn 3 con nữa thôi mà 50 tiền chẳng nhẽ 3 con đéo ra. Vô lý. Vô lý lắm anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Rồi, lấy cái chén thánh hay là cái huyết trợ nhỉ? Chén thánh đi. Lấy chén thánh cho nó sống dai một chút. Đấy, anh em thấy không? Có Dark Spirit, có máy bay, có bom tôi bỏ qua hết. Thậm chí là có hai con máy bay với quả trứng rồi tôi bỏ qua hết để tôi chơi cái bộ này. Để chứng minh cho anh em thấy là nó đúng là cái bộ mạnh luôn. Rồi, roll rồi. Rồi. Một khi mà đã roll ở 9 là anh em đưa vài con lên 2, 3 sao cũng được nha anh em nhá. Đằng nào cũng sống chết ở 9 mà. Sống chết ở 9 thì cứ đưa một vài con lên 3 sao để tránh cái trường hợp là như này này. Có cái trường hợp mà mấy cái thằng nó kẹp Doom vào anh em ạ. Ví dụ con rồng mập của anh em lên 3 sao mà bị Doom là toang ngay nhá anh em nhá. Kẹp thêm một con 2 tiền 3 sao nữa vào để tránh Doom. Thế là ok nhất. Đây rồi, gặp lại bọn Assassin nhá anh em nhá. Đây này anh em thấy nó đỡ hơn bao nhiêu luôn đấy. Rồi anh em xem ăn được nổi tôi không? Đây nhá, rồng mập 2 sao nhá. Rồng mập 2 sao thì còn thua nhá, nhưng mà rồng mập 3 sao thì là không thua đâu anh em ạ. Rồi anh em thấy đây là nó cũng chỉ mất một tí máu thôi. Gặp bọn Assassin mất tí máu rồi. Đây nhá. Assassin đồ dồn cho gấu Assassin nhá. Đấy, cực kỳ tín rồi đấy. Nó gọi là uy tín rồi nhá anh em nhá. Không còn gì bàn cái về bộ 9 xin đâu anh em ạ. Clip trước nó đã thể hiện hết từ thực tế rồi. Roll tiếp không nhỉ? Từ từ đã. Không vội, 50 tiền roll anh em ạ. Cứ tà tà thôi. Máu mất mỗi ra một chút là được rồi. Cứ tà tà thôi. Chứ đừng có khô máu quá lại roll một phát hết tiền luôn. Xong đéo có tiền lên 10 thì nó lại sai lầm. Nói chung là bao giờ máu nó tầm khoảng còn 10 máu ấy thì lúc đấy mới cuống. Chứ còn máu bây giờ còn 50 máu thì sợ cái gì. Hót đỏ sống dai lắm anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Đâu rồi nó sẽ có đó. Cứ bình tĩnh, một combo đẹp thôi là giải quyết được tất cả đấy mà. Gót đỏ, chơi gót đỏ lại còn phải ngại, không phải ngại. Máu còn nhiều, thoải mái đi. Ui, gặp thằng này thì có vẻ... gặp thằng này nó đẩy nhiều đấy anh em ạ. Tôi biết gặp thằng này đẩy nhiều. Tôi biết bởi vì cái bộ này nó lại... Đấy, anh em nhìn một phát lại biết cái bộ counter, cái bộ gót rồng mập luôn. Đấy chính là bộ Insectoid. Nó đẩy tôi thì tôi sấp mặt luôn. Bộ này lại sợ insect anh em ạ. Bởi vì con rồng mập này nó cứ khạc vào insect, nó lại đẻ ra thêm những con insect to hơn. Cay thật. Mặc dù là giết được con co nhưng vẫn thua thôi. Con rồng mập này nó lại không phải là cái con có thể clear được cái bọn insect này. Về cơ bản là insect ấy, sau khi con Grim nó quẹt mực ấy, là nó chỉ giết được cái lứa đầu tiên thôi. Đến cái lứa thứ hai nó đẻ ra thì là không có quẹt mực, nên là không có combo. Mà đánh đơn từng con một thì đến bao giờ. Đấy, chưa kể nó nhổ vào cái cọc rắn anh em ạ. Cái con rồng này mà nó nhổ vào cọc rắn thì coi như là thôi, xác định luôn. Đấy nhá anh em, counter đấy, counter bộ này. Cho anh em cả counter luôn. Tức là bộ này dù nó có là bí kí nhưng nó lại vẫn có bộ counter. Đấy, nó lại như thế cơ. Counter nó chính là cái bộ Insectoid anh em ạ. Hay không? Hay đấy. Ủa thế nào clip này tiết lộ hơi nhiều ấy. Tiết lộ cả bí kí, cả counter bí kí luôn. Dã man.
không sao, nhưng con sẽ có thằng 9 assassin với cái con gấu assassin 2 sao nó giải quyết cho tôi cái thằng insect. Yên tâm, insect không có cửa. Insect nó bây giờ nó sợ nhiều bộ lắm anh em. Insect bây giờ nó gặp cái bọn kia là chết rồi, gặp bọn gấu assassin 9 xin là chết rồi. Đấy, đây này anh em xem này, gặp 9 xin là chết luôn ra này thôi. Insect làm gì có cửa. Tôi thì gặp cái thằng này có khi là tôi lại còn ăn ấy chứ. Ăn không? Ăn được thằng này không? Tầm này ăn được bọn ấy chưa? Ăn được. Ăn được, ăn được. Đó, anh thấy không? Đó, anh thấy không? Ok. Cái bọn insect vẫn chưa chết kìa. Còn một máu. Đấy anh thấy không? Insect thì nó lại sợ chín xin mà. Làm sao mà ăn được meta anh em? Còn tôi là cái bộ line up này của tôi thì nó lại sợ một cái bộ không phải meta thì nói chung là đéo có gì gặp luôn. Lâu lâu có một ông chơi insect thôi. Đây rồi, còn một con rồng nữa thôi anh em ơi. Cuối nào. Ôi mẹ ơi, cái hàng chờ của tôi nó vãi đạn quá, nó đầy kín mẹ nó rồi, tôi chết tôi rồi, nhanh lên, một con nữa. Đéo phải. Chết mẹ, một con rồng mập lừa tôi ra đi. Ui, đây rồi. Ui rồi ôi, may quá anh em ơi. Hú vía hú hồn. Ui đúng xe cuối cùng luôn anh em ạ. Hết hồn. Được rồi, ok, ổn áp anh em ơi. Đây rồi, mày gặp lại hộ. Là gặp lại anh em ơi, gặp lại hộ cái. Đấy nhá anh em nhá. Bộ cực mạnh luôn đấy, cực mạnh meta luôn nhá anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy chưa, anh em đã tin vào lời tôi chưa? Counter meta anh em ơi. Ui dồi ôi, 9 assassin, gấu assassin 2 sao, full đồ kìa. Buộc chưa anh em? Rồi ôi, chỉ cần một round thôi là chứng minh tất cả nha anh em nhá. Một round đấy là chứng minh tất cả rồi. Đấy, bây giờ từ bây giờ đến hết game luôn. Đó. Anh em thấy uy tín chưa? Mà tôi xin nhắc lại nhá, bộ bí kíp không phải lúc nào cũng tiết lộ. Nói thật là như thế luôn. Đấy, trải qua hôm nay là chót coi như là ra clip thì thôi, tiết lộ thôi. Cho ra clip. Thế còn lần sau thì cứ anh em hội viên xem trước một tuần xong rồi đến các anh em ở trên kênh. Đấy, thế là hợp lý đúng không anh em? Đó thì ra muộn hơn so với mọi người thì cũng là bình thường anh em. Xem để cho các anh em nó ưu tiên hơn, khác biệt tí. Không lại ra clip một phát, tôi nói thật với anh em, bây giờ cái tầm view của tôi ấy, cứ một clip thôi là nó rơi vào tầm khoảng 4.000 view. Đấy, tức là 4.000 người đấy chơi rồi. Nhưng mà 4.000 người đấy chơi thì chưa hết. 4.000 người đấy sau đó còn nhân lên, tức là mấy cái ông đấy chơi xong ở mấy cái ông cùng trận đấy thấy nó mạnh nó chơi theo đấy. Đấy, thế nên là thôi. Bí kí thì nó cứ phải từ từ anh em ạ. Bí kí mà lại còn phổ biến thì còn gọi gì là bí kí nữa đúng không anh em? Đấy, thế nhá anh em nhá. Thôi thôi rồi, cái lộ chót lộ rồi thì thôi, chót cam lộ lộ rồi thì chia sẻ hết bình cho anh em thôi. Đấy, anh em biết à? Anh em đã thấy chưa? Sức mạnh chưa? Rồi, áp 10 thôi còn gì nữa. Lộ này mà lên 10 thì nó lại bá đạo luôn. Ở 9 nó đã kinh khủng rồi, ở 10 thì con này nó nhổ nước bọt liên tục anh em ạ. Nó đánh ấy, nó đánh thường là 1 giây một phát đúng không? Thì cái con này nó nhổ nước bọt nó cũng là 1 giây là một lần nhổ. Kinh khủng chưa? Tức là nó sẽ nhổ nước bọt theo kiểu là đánh tay luôn đấy. Nó gọi là nhổ nước bọt thay cho đánh tay luôn. Kinh khủng. Đấy, anh em xem cái tốc độ nhổ nước bọt của nó không khác gì là tốc độ đánh tay. Nhổ nước bọt này, một phát này. Đấy, đánh tay phát. Đánh tay, nhổ nước bọt phát. Đấy. Nhổ lưỡi bọt liên tục luôn. Đấy, nhổ lưỡi bọt. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy không? Tức là nó nhổ lưỡi bọt liên tục thay đánh tay luôn. Xôi ơi, anh em thấy khỏe chưa? Ui giời, đẩy thằng này nhiều máu đấy. Ui mẹ ơi, đẩy 22 máu luôn kìa. Anh em thấy đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Xôi ơi, một khi mà đã lên cái đội hình này rồi thì chắc là tất cả quỳ xuống luôn. Đấy, Insectoid đi rồi. Sợ mỗi lần Insectoid, Insectoid gặp 9 Assassin đi luôn. Anh em thấy không? Insectoid cửa gì mà ăn được 9 assassin, gấu xin lên được 2 sao, không ăn được đâu. Gấu xin lên được 2 sao nó nhảy 2-3 phát là clear hết thôi. Đấy, còn bây giờ là chúng ta đấm với cả bộ môi meta thôi, đấy là chính là bộ 9 assassin. Đấy, rất mạnh đấy nhá, 9 assassin anh em không thể phủ nhận được cái sức mạnh của nó đâu. Cái clip trước của tôi nó đã chứng minh cái điều đấy rồi, không thể phủ nhận được sức mạnh của nó. Nhưng mà so với cái bộ này em nhìn thế này, em nhìn này, con gấu assassin nhá. Gấu assassin cáo đều có đồ nha anh em nhá, thậm chí là có cả đồ Kira ở đây nhá. Có món đồ Kira luôn nhá, hai thằng nó đều có Kira nhá, anh em nhìn thấy không? Ôi ôi, anh em nhìn thấy kìa. Chỉ còn con gấu assassin sống thôi, nhưng gấu assassin này thì nó cũng không sống thọ được. Thấy không, anh em thấy không? Chém được đâu. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Anh em thấy chưa? Ôi dồi ôi, sao nó lại mạnh thế nhờ. Thế này đã đủ để cho các anh em mỗi người một like chưa?
Hôm nay tôi tiết lộ bí kíp mà không được like nữa thì buồn lắm đấy nhá. Nhiều khi là anh em like nhiều, có khi là cái clip sau khi lại một cái bí kíp khác thì làm sao. Ok nhờ, có được không nhờ? Nhờ like nhiều 200 like chẳng hạn, tự nhiên lại round sau, à quên cái clip sau tự nhiên nó lại lổ ra cái bộ bí kíp nó còn mạnh cũng như thế nữa thì chắc là ôi không dám nghĩ, mạnh quá. Ủa anh em nhìn này, ôi rồi chín assassin, nghe nói chín assassin mạnh lắm. Tôi nghĩ nó không có cửa luôn ấy. Ui rồi gấu assassin chết mẹ tèo luôn đấy kìa. Ui ôi, nhìn kìa, đẩy một phát hai mấy máu luôn ấy. Ui rồi ôi, 18 máu đi luôn ạ. Wow. Wow. Không thể tin được đúng không anh em? Đúng rồi, có rất nhiều người giống như anh em. Khi mà lần đầu tiên nghe tôi nói đến, nhắc đến cái bộ này thì không ai tin. Chỉ khi mà anh em xem tôi chơi, anh em mới thấy nó mạnh. Kinh không? Kinh đúng không? Rồi anh em thử đi nhá, anh em thử, anh em comment lại cho tôi trong cái clip này nha anh em nha, rất là cảm ơn anh em. Nếu anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để anh em xem cái bộ 9 assassin nó mạnh như thế nào. Đấy chứ lại bảo là tôi bốc phét đấm với cái bộ yếu hơn, không nha anh em nhá. Xem clip bên trái để biết được 9 assassin nó mạnh như nào. Đấy, và một cái bộ assassin khác nó ở phía bên tay phải của anh em, cáo kết hợp với cả Divinity nhưng mà lại là 6 assassin nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye. See you again.